Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần 2 năm 2023 cho các lực lượng, với sự tham gia của các lớp tàu thuộc Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161. Để chuẩn bị tốt cho quá trình kiểm tra bắn đạn thật trên biển các bài bắn ban ngày và ban đêm, các cơ quan đơn vị vùng 3 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục, động viên bộ đội, tổ chức huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, sát yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị tốt vũ khí, trang bị, tàu thuyền, các lượng dự trữ phục vụ. Trong quá trình kiểm tra, cán bộ chiến sĩ hai đơn vị tàu chấp hành nghiêm kỷ luật và quy tắc an toàn, trình độ thao tác hiệp đồng chỉ huy điều động tàu của cán bộ tàu, thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội kịp thời, chính xác. Kết quả thực chất công tác huấn luyện và tình trạng hoạt động của vũ khí, trang bị, kỹ thuật sẽ làm cơ sở để vùng 3 Hải quân rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện,